Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Sếp Nhà Nghèo CNN Channel. Và hôm nay Sếp Nhà Nghèo sẽ hướng dẫn cho các bạn một món trứng chiên rất là quen thuộc với mọi người nha các bạn nha. Và rất là quen thuộc trong những bữa cơm của gia đình. Nhưng hôm nay chúng ta sẽ phá cách, chính là sẽ kết hợp với hàu sữa nha các bạn, tạo nên một món ăn rất là ngon và bổ dưỡng nha các bạn nha. Đó chính là món trứng chiên hàu sữa. Và với công thức mà Sếp Nhà Nghèo đã show ra cho các bạn xem cái đây vài giây đó, thì ở đây Sếp Nhà Nghèo có hàu nha các bạn nha. Khi các bạn mua hàu về thì các bạn nên rửa sạch, cho nó sạch cát và rêu nha các bạn. Đây là trứng, đậu hành và hành tím, tỏi, nước mắm và tiêu thì các bạn để chung. Đây là hành lá cắt nhỏ ra nha các bạn nha. Và bây giờ chúng ta sẽ không chần chừ gì thêm nữa, chúng ta sẽ bước vào phần thực hiện thôi nào. Và trước tiên thì các bạn sẽ đánh cái phần trứng này nha các bạn nha. Và các bạn sẽ cho phần nước mắm và tiêu vào. Và hành lá nha các bạn nha. Sau đó các bạn sẽ đánh cái phần trứng lên nha. Và bước tiếp theo thì các bạn sẽ luộc cái phần hàu này nha các bạn nha. Thì các bạn sẽ bắt một cái chảo nước sôi lên và các bạn cho hàu vào và các bạn đảo đều một chút xíu thôi nha các bạn nha. Chủ yếu là cho cái hàu nó sạch và nó săn lại là được. Các bạn chỉ cần trụng sơ qua thôi nha các bạn nha. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt ra khỏi bếp và chúng ta sẽ lược lại, không cần lấy cái phần nước này nha các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ cần một cái chảo nóng nha các bạn nha. Và các bạn sẽ phi cái phần tỏi vào đậu hành nha. Và khi các bạn đã thấy cái phần tỏi nó thơm rồi thì chúng ta sẽ cho hàu vào. Các bạn chỉ cần làm cho cái phần hàu nó săn lại là được nha các bạn nha. Sau đó các bạn sẽ cho trứng vào. Và các bạn sẽ cần bật lửa nhỏ lại và cho cái phần trứng và hàu nó chín đều với nhau là được nha các bạn. Và các bạn sẽ lật lại để cho cái phần trứng ở trên bề mặt và phần hàu nó chín và nó săn lại nha các bạn nha. Vậy là hôm nay Sếp Nghèo đã hướng dẫn xong cho các bạn món trứng chiên hàu sữa. Đây là một món trứng chiên phá cách được kết hợp chung với hàu sữa rất là ngon và béo, đặc biệt là bổ và tốt cho sức khỏe mọi người nha các bạn nha. Và với cái làm đơn giản như vậy thì các bạn có thể thực hiện thành công tại nhà một cách rất là dễ dàng để thưởng thức cùng với gia đình nhỏ của mình. Và khi xem video clip này, nếu các bạn có bất kỳ thắc mắc nào hãy để bên dưới phần bình luận, Sếp Nhà Nghèo sẽ trả lời cho các bạn trong thời gian sớm nhất mà thôi. Và khi xem video clip này mà các bạn thấy hay thì hãy để lại một like, một share, một subscribe xem như một lời ủng hộ và động viên cho mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong một video clip khác. Chào tạm biệt.